Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng mạng Pi với những tin chính sau. Pi Quốc có cả giấy phép tiêu chuẩn blockchain công nghệ lượng tử MIT. Thông tin về tiền mã hóa của Việt Nam CBDC. V2, blockchain Pi Web 3 sẽ tích hợp những thứ sau. Tin nhắn về việc cây C của Nicolas Lý do Pi tim yêu cầu mọi người khóa Pi đến năm 2025. Doris Zin, người kêu gọi phong trào GCV toàn cầu, đã có bài phát biểu trong hội nghị GCV như sau. Góc nhìn, có phải ai đào Pi cũng giàu có. Sách chiến tranh tiền tệ liệu có thành hiện thực? Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một quán cơm giang tên là Trung Ngọc treo bảng Pay with P. Xin mời tất cả Pioneer trên mọi miền đất nước có dịp đến Đà Nẵng xinh đẹp hãy giao lưu và ủng hộ lan tỏa và tạo giá trị cho Picoin. Hiện nay ngày càng rất nhiều các Pioneer tiên phong chấp nhận thanh toán Pi với hàng hóa và dịch vụ trên khắp đất nước và trên thế giới. Đó là điều mà dự án hướng tới. Pi sẽ là tiền tệ chung của nhân loại toàn cầu. Tin hot, một tin tức được chia sẻ cho thấy rằng Bitinwork có cả giấy phép tiêu chuẩn blockchain công nghệ lượng tử MIT và giấy phép tiêu chuẩn work blockchain POS. Pi có team kết hợp chúng lại với nhau khiến Pi trở thành điểm kết nối quan trọng khi anco và Web2 tích hợp vào Pi là đáp ứng được tiêu chuẩn MIT và POS. Nhiều người theo dõi về chủ đề lượng tử QFS đều cho thấy rằng nó là thực tế đang hiện diện và phát triển trong kỷ nguyên mới. Tất cả mọi vấn đề đã dần được lộ diện. QFS là từ viết tắt của hệ thống tài chính lượng tử. Mọi thứ được số hóa trên không gian mạng một cách minh bạch và rõ ràng. Tất cả các ngân hàng thương mại, nhà nước hay tư nhân sẽ được neo vào nó. Trước đây tất cả các ngân hàng phải dùng vàng để làm vật đảm bảo tài sản. Ngày nay khi dùng hệ thống QFS thì cũng phải dùng vàng được quy ra vàng số để đảm bảo tài sản. Ngày trước từ vàng quy ra tiền giấy và đồng đô la là tiền dùng để trao đổi xuyên biên giới. Ngày nay tất cả các ngân hàng quốc gia neo đậu vào Stellar, XLM và ví coi là ví cuối cùng để thanh khoản trong trao đổi hàng hóa. Mọi thứ chưa tỏ rõ giờ đã lộ diện. Pioneer cho rằng những ai nói Pi là dự án lừa đảo thì đúng thật là họ lừa cả thế giới một phen mập mờ. Trong tương lai không xa, Pi là đồng tiền kỹ thuật số dùng chung cho toàn cầu. Kết nối việc phát triển trao đổi hàng hóa xuyên biên giới là mục đích cao cả và tầm nhìn của dự án trong tương lai của loài người. Thông tin về tiền mã hóa của Việt Nam CBDC. Tiền điện tử CBDC của Việt Nam được nâng cấp tháng 11 năm 2021. Điều bí mật giữ rồi cũng phải xuất hiện ra thôi. Dùng công nghệ DLT sổ cái phân tán của blockchain Hyperledger Fabric từ Soramitsu của Nhật Bản vào năm 2021. Công ty này đã thực hiện thành công các dự án CBDC cho Campuchia, Lào. Hyperledger Fabric là blockchain mã nguồn mở và có sẵn hợp đồng thông minh smart contract. Ngoài ra, EUSD, e EURO, ECNY Bán buôn đang thử nghiệm đã có hợp đồng thông minh smart contract. Những đồng tiền kỹ thuật số này và tài sản số hóa khác có thể chạy cross-chain, kết nối xuyên chuỗi trên blockchain Pi. Nghĩa là khi Pi có team và ngân hàng nhà nước cho phép thì có thể chứa EVND trong ví Pi. Tương lai có thêm phiên bản ví mới hỗ trợ thêm đa blockchain. Chia sẻ của một Pioneer cho rằng, phiên bản V2, Blockchain P, Web3 sẽ tích hợp những thứ sau. VTC Pay có thể có trong bản cập nhật V2 của ứng dụng Pennywork. Giao diện người dùng cải tiến. Cập nhật giao diện người dùng để tăng tính thân thiện và dễ sử dụng. Tạo ra một trải nghiệm người dùng mượt mà và thuận tiện hơn. Tích hợp VP. Tích hợp ví Pi trực tiếp vào VTC Pay cho phép người dùng thực hiện các giao dịch và quản lý tài khoản Pi của họ từ cùng một ứng dụng. Mở rộng phạm vi thanh toán. Mở rộng phạm vi thanh toán của VTC Pay bằng cách cho phép người dùng sử dụng Pi để thanh toán các sản phẩm và dịch vụ trong cộng đồng Pi Network. Tích hợp tính năng chuyển đổi Pi. Thêm tính năng chuyển đổi Pi thành các loại tiền tệ khác như VND hoặc USD để người dùng có thể sử dụng pi của mình trong các giao dịch hàng ngày. Bảo mật cao hơn, nâng cao tính năng bảo mật của ứng dụng bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến bao gồm xác thực hai yếu tố và mã hóa dữ liệu. Tích hợp tính năng quảng cáo. Tích hợp tính năng quảng cáo trong ứng dụng cho phép người dùng kiếm được pi bằng cách xem quảng cáo hoặc tham gia các hoạt động quảng cáo tích hợp tính năng ví điện tử, thêm tính năng ví điện tử vào VTC Pay, cho phép người dùng lưu trữ và quản lý các loại tiền tệ khác nhau bên cạnh tiền Pi. Quan điểm khác và thông tin Pico Team, họ đang cố gắng để biến Picoin của họ thành tiền tệ trao đổi hàng hóa khi mở ra Mainnet, hơn một tỷ giao dịch mỗi ngày. Gần đây họ đã chuyển máy chủ lên thường xuyên bảo trì và cập nhật bảng điều khiển trong 24 giờ qua đã có 55 triệu giao dịch và một đồng xu khối lượng giao dịch gần 10 triệu xu trên toàn thế giới. Khối lượng giao dịch hiện tại rất ổn định hàng ngày. Khối lượng rất lớn so với mạng chưa mở. Khối lượng rất lớn so với hệ sinh thái. Chưa mạnh nhưng chúng ta phải đánh giá cao mục tiêu của họ. Có team đang cố gắng biến đồng tiền của họ thành hàng hóa tiền tệ và hầu hết các giao dịch hàng ngày đều đến từ hàng hóa, trao đổi và có một lượng đóng góp đáng kể từ các sàn giao dịch Fiat, vốn là gốc rễ của phát triển buôn bán hàng hóa vì các cửa hàng kinh doanh tin tưởng vào tính thanh khoản của đồng tiền này, không phải niềm tin ảo. Nếu họ muốn giá trị nội tại của đồng tiền này tăng lên, giao dịch khối lượng phải tăng lên. Tin nhắn về việc KIC của Nicolas Có rất nhiều câu hỏi về KIC và các nhóm người khác nhau Ví dụ người tiên phong cũ, người tiên phong mới, người đến từ các quốc gia khác nhau, vân vân. Chúng tôi đã rất cố gắng để tạo ra một giải pháp cây xây đáng tin cậy, an toàn và công bằng. Hiện tại, hơn một nửa số người tiên phong đủ điều kiện tham gia KIC. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là gần một nửa chưa đủ điều kiện. Chúng tôi vẫn chưa quên những người chưa đủ điều kiện. Trên thực tế, ưu tiên số một của nhóm kỹ thuật KIC của chúng tôi là tạo điều kiện và thuật toán để những người được mời. Các nhóm nhân khẩu học khác nhau có những thách thức khác nhau. Và chúng tôi cam kết tiếp tục giải quyết vấn đề đó. Xin vui lòng kiên nhẫn. Một trong những lý do khiến chúng tôi đưa ra giai đoạn mainnet kèm theo là vì không phải Pioneer nào cũng có thể đăng ký KIC hoặc đã tuân thủ KIC. Tin được đăng bởi Likulat. Chúng ta phải hiểu rằng Pi là tập hợp hàng trăm triệu phép thử trước khi được bàn giao cho thế giới. Mọi thành công là sự lặp đi lặp lại các bài kiểm tra cho đến khi nó trở lên tốt hơn và không mắc những lỗi lầm hay các cuộc xâm phạm của tin tặc. Một quan điểm của Pioneer với góc nhìn về việc khóa Pi. Đây có thể là lý do PicoTeam yêu cầu mọi người khóa Pi đến năm 2025. Thông báo thuộc Phép và các ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2023 đến năm 2025 tồn tại song song chuyển đổi dần. Chốt hạn tháng 11 năm 2025, tất cả phải chuyển đổi 100% sang hệ thống mới MX ISO 20022. Tại Việt Nam có ngân hàng BIDV và vài ngân hàng đã tiên phong theo cập nhật ISO 20022. Đến năm 2025, tất cả các nước sẽ hoàn thành CBDC và kết nối vào Stella. Đối với Pi thì mọi cái đã đủ cả. Như vậy nếu Pi chưa mở mạng chính thì là chờ lịch chót hạn. Với Pi không có blockchain nào đủ tin cậy, phân quyền, phi tập trung để đảm nhận sứ mệnh đồng tiền trung tâm vận hành nền kinh tế, tài chính lượng tử. Stella đã thiết kế giao thức SCP chuyển file trên hệ thống mạng an toàn rất tuyệt vời, thì Pi sẽ nhân rộng SCP với cấp độ siêu phân tán nốt trên toàn cầu. Do vậy, các Pioneer cứ yên tâm, công nghệ Pi luôn đi đầu. Chỉ sợ các công nghệ chuyển đổi số khác của các tổ chức, chính phủ, ngân hàng chưa theo kịp sẽ làm giảm chậm thời gian mở mạng của Pi và hạn cuối cùng là tháng 11 năm 2025. Chúng ta hãy yên tâm xác định tư tưởng trong khoảng thời gian muộn nhất là năm 2025. Theo nguồn Cộng đồng X. Doris Zin, người kêu gọi phong trào GCV toàn cầu đã có bài phát biểu trong hội nghị GCV như sau. Kính gửi những người tiên phong toàn cầu, tôi rất vinh dự và vinh dự được chia sẻ một bài viết sâu sắc của ông My Star Anna, giám đốc điều hành và người sáng lập hệ sinh thái TPG cung cấp hướng dẫn cho cộng đồng mạng Pi của chúng tôi từ góc độ của nhà phát triển hệ sinh thái. Cảm ơn anh ấy và hệ sinh thái TPG của anh ấy đã đóng góp cho Pi Network và GCV. Hiểu tầm quan trọng của GCV 314159 đô đối với cộng đồng mạng Pi. GCV không chỉ là một mục tiêu hàng số, nó thể hiện khát vọng chung nhằm nâng cao giá trị và sự công nhận của Picoin trong bối cảnh tiền tệ kỹ thuật số. Sau đây là cách đạt được GCV 314159 đô có thể tác động tích cực đến cộng đồng của chúng ta. Thứ nhất, sự tín nhiệm và tin cậy. GCV cao hơn báo hiệu sự tín nhiệm và tin cậy trên thị trường. Nó thể hiện sự mạnh mẽ và được chấp nhận của Bitcoin, thu hút nhiều người dùng, nhà đầu tư và cộng tác viên hơn vào hệ sinh thái của chúng tôi. Thứ hai, tăng cường áp dụng Việc đạt được mục tiêu GCV là minh chứng cho tiện ích trong thế giới thực và sự chấp nhận của Bitcoin. Thành công này khuyến khích việc áp dụng ngày càng tăng, không chỉ trong cộng đồng của chúng tôi mà còn trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số rộng lớn hơn. Thứ ba, cơ hội kinh tế GCV cao hơn sẽ tăng cường các cơ hội kinh tế gắn liền với Bitcoin. Nó có thể dẫn đến gia tăng các giao dịch kinh doanh quan hệ đối tác và cơ hội cho những người tích cực tham gia vào hệ sinh thái Peerwork. 4. Tăng cường cộng đồng Một GCV phát triển mạnh mẽ góp phần vào sự phát triển của cộng đồng chúng ta. Khi giá trị của Bitcoin tăng lên, nó thậm chí còn trở thành một triển vọng hấp dẫn hơn đối với các thành viên mới, thúc đẩy một cộng đồng năng động và mở rộng. Thứ năm, đổi mới và phát triển việc đạt được GCV trị giá 314159 đô đánh dấu sự trưởng thành của hệ sinh thái của chúng tôi. Nó có thể thu hút các nhà phát triển, doanh nhân và nhà đổi mới, những người nhìn thấy tiềm năng xây dựng trên mạng Pi dẫn đến các dự án và sự phát triển mới thú vị. Tóm lại, GCV trị giá 314.159 đô không chỉ là một cột mốc bằng số, nó phản ánh cam kết chung của chúng tôi trong việc định hình tương lai của tiền tệ kỹ thuật số, mỗi người trong chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong hành trình này và khi chúng ta làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu này, chúng ta sẽ góp phần vào sự thành công và phát triển liên tục của cộng đồng Pinewood. Cảm ơn sự công hiến và đóng góp của bạn. Hãy tiếp tục phấn đấu hướng tới cột mốc đáng chú ý này. My Star Anna, giám đốc điều hành và người sáng lập. Góc nhìn có phải ai đào pi cũng giàu có? Câu hỏi đặt ra rằng ai cũng đào pi thì có phải ai cũng giàu có hay không? Ai cũng đi đào pi thì việc khác ai làm? Thưa quý vị, không phải ai không phải ai cũng đạt được điều đó. Cả triệu người đi học không phải ai cũng xuất sắc, không hề. Ai cũng khởi nghiệp thì ai cũng thành công hay sao? Càng không thể. Ai cũng đã bóng thì ai cũng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay sao? Chắc chắn không. Thống kê có hơn 700 triệu người trên toàn cầu đã mở tài khoản khai thác Pi, nhưng hiện tại chỉ còn hơn 50 triệu người tiếp tục khai thác. Trong số 50 triệu người này có rất nhiều người sẽ bỏ khai thác trong thời gian tới. Sẽ có người phạm luật khai thác, sẽ có người bị mất tài khoản do thiếu hiểu biết cộng rủi ro. Sẽ có người mất mật khẩu ví. Sẽ có người bị lừa đảo trộm mất pi. Sẽ có người bán rẻ pi trong giai đoạn menet gín. Sẽ có người hoang phí pi để đổi lấy những vật chất tầm thường. Thông minh thôi chưa đủ, chạy nhanh thôi chưa đủ, chịu khó học hỏi vẫn chưa đủ, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Như thế, không phải ai đào pi cũng giàu có. Và đương nhiên, cả trăm người được giới thiệu đào pi thì chỉ có đến chưa đến năm người tham gia, chưa đến hai người kiên trì đến cuối cùng. Xã hội phân chia mỗi người một việc. Và lại, luật 2 phần 8 luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. 20% người nắm giữ 80% của cải thế giới. 80% những người còn lại chỉ nắm giữ 20% của cải thế giới mà thôi. Vì vậy, Đừng nghĩ ai cũng giàu có. Ý kiến khác về sách chiến tranh tiền tệ liệu có thành hiện thực. Sách chiến tranh tiền tệ đã viết gì, có lẽ các pioneer đã ít nhiều biết về nội dung sách đề cập đến. Hôm nay tôi chỉ nói tới hai ý mà sách chiến tranh tiền tệ nói đến đó là Thứ nhất, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 một giao dịch tiền điện tử đầu tiên được thực hiện chúng ta dừng ở đây để hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của ý này những giao dịch về các đồng coi đã và đang diễn ra từ rất lâu từ những năm đầu của bitcoin hay sau này là xrp và ethereum tôi chỉ nói những đồng đang làm mưa làm gió hiện nay còn hàng ngàn coi khác đang có trên thị trường tất cả đều có những giao dịch từ những năm 2010 cho đến 2021. Vậy tại sao đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 mới có giao dịch đầu tiên của một đồng tiền điện tử được thực hiện? Chứng tỏ đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 mới thực sự có một đồng tiền điện tử thực hiện giao dịch đầu tiên này và trùng hợp là Pi cũng thực hiện giao dịch đầu tiên đúng ngày này và Pi cũng đạt tất cả tiêu chí của một đồng tiền chung không thể trùng hợp đến từng chi tiết như vậy. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 sẽ xuất hiện một đồng tiền điện tử chung cho toàn cầu. Theo logic của sách chiến tranh tiền tệ viết thì đồng đó chính là Peerwork và ngay lúc này chúng ta cũng chẳng thể nào tìm ra được một đồng nào hoàn thiện về mọi mặt hơn Pi. Bitcoin thì đã là vàng kỹ thuật số. Ethereum hay XRP thực chất vẫn là các coi sàn, lay lên mai xuống và cũng chẳng ai sở hữu những đồng tiền đó có thể mua bán tất cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống con người như P Network. Các sự kiện đồng thuận hay gần đây nhất là Pay with P trên toàn cầu đã khẳng định điều đó. Mùng 1 tháng 1 năm 2024, nếu P Network không được như sách chiến tranh tiền tệ nói thì cũng chẳng có đồng tiền nào có thể đảm nhận vai trò quan trọng này. Và cuối cùng hãy xem Noel này, Picotim đã yên ắng bất thường và họ có lẽ đang chuẩn bị cho một cơn địa chấn như chính sách tiền tệ đã nói. Chúng ta cùng chờ xem. Chúc may mắn cùng Pi trong tay bạn.